Vâng, em Quốc Hùng xin chào toàn thể tất cả các bác nhé. Thì hôm nay em sẽ test năm chiếc đáy BYCS 1800G. Chiếc đáy này thì em test để gửi tới anh Long ở Long Thành Đồng Nai nhé. Và chiếc đáy này là chiếc đáy cuối cùng trong ba chiếc đáy mà CS 1800G bên em về. Thì hiện tại đây bên em dòng này thì bên em hết hàng nha. BY thì hiện tại thì bên em chỉ còn lại một con là CS 800S thôi. Bác nào mà chơi thì liên hệ của ông. Vâng, và giờ em đi xin phép đi vào test hoạt động của sản phẩm nha. Con này thì nút nguồn này nó nằm ở dưới này nha bác, nằm ở phía dưới này. Chạy điện là 230V nha, 230V. Khi mở nguồn lên, dòng này nó không có relay nha, không có relay. Khi mở nguồn này nó bật trực tiếp lên luôn, hiện hai đèn sáng lên nha. Kênh 1 này, đấy, kênh 2 này. Đấy, tắt là em ru luôn nha. Tắt là em ru luôn. Đấy, lên này. Của BY CS 1800G gọi là cực kỳ đánh cấp nha các bác, tiếng cực kỳ là sáng luôn.
tiếng vừa sáng và chi tiết cho ba giải và lại nhuyễn nữa các bạn ơi. Nghe rất là phê. Nghe con này cực kỳ là phê luôn. Và dòng BY CS 1800G thì con này là chạy 40 con sò nha, 40 con sò thác. Đấy, và công suất là lên đến là một công suất là 900W trên một kênh, 900W trên một kênh. Đấy. Cực kỳ là khủng nha nè. Vâng, và con này thì đã có chú và rất là cảm ơn anh Long đã ủng hộ bên kênh Thanh Vô. Và những bác nào thích những cái dòng này thì alo Quốc Hùng nha. Đấy, những dòng đói xuyên sò nhập Mỹ thì alo Quốc Hùng. Chất âm cực kỳ là hay luôn, đói rất là khỏe nè. Rồi em xin phép dừng video này ra đi. Hẹn gặp lại tất cả anh em video sau. Thì anh em nào yêu thích những dòng đói bên âm thanh Quốc Hùng tiến trộn về, và cũng như là anh em chưa xem kênh thì anh em hãy đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm mà bên em về phân phối cho anh em. Và anh em mua sắm sản phẩm thì liên hệ với Quốc Hùng qua hàng số điện thoại trên tấm biển nha. Vâng, và em xin phép dừng video tại đây và hẹn gặp lại tất cả các video sau.